Rồi, em xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một số sản phẩm anh em nha anh em. Thì một số như là lo nè, 7 giờ 7 cô gái cấp độ C7 ha. Còn có cái dụng mấy cái phụ kiện đi kèm theo lo nha anh em, lo ha. Túi nè, quyền. Với cái túi giải che thân này nha anh em. Thì cái đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái túi giải ha. Thì cái túi giải này là bán nhiều lắm nha anh em. Túi giải này thì những anh em nào mà đi 7 thường là như là đem theo nha, cầm nhỏ gọn trên tay lắm. Thì giải này bung ra được mấy mét nha anh em, 3-4 anh em quấn người là bình thường nha. Thì giải này thì nó có mấy cái lỗ này nè, khi mà quấn người thì nó sẽ không có nóng ha, nó không có nóng, nó thoát hơi ra nè. Thì cái túi giải này á, thì những nơi nào mà mình đi 7 mình không có nơi ẩn nấp á nè, không có nơi ẩn nấp á, thì mình có thể mình căng ở trên, hoặc là mình quấn người thì nó sẽ tiện khi mình ở gần mình quan sát hơn nha anh em. Mà này nó nhỏ gọn nên em cầm tay hoặc mình nhét chỗ ba lô là mình cầm không cũng được nha anh em, nhỏ gọn ha. Này khoảng 3-4 anh em quấn bình thường nha anh em. Thì cái này thì khi mình căng ở trên á thì mình ngồi dưới hiện chim nó bay đi bây giờ nó không thấy, hoặc là quấn người nè thì nó cũng không thấy nha anh em. Thì này hiện tại thì em đang bán giá là 170. Anh em cần cái mẫu cái túi giải này thì alo em ha. Cái này thì còn để trong nguyên em chuyến buông ra nè, buông ra rộng lắm. Thì cái này bán nhiều lắm, anh em nào có xài rồi thì biết ha. Thì anh em đặt hàng á thì anh em để số điện thoại em trên tiêu đề trên màn hình, anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin số đó bên Zalo thì em sẽ gửi mẫu bên Zalo và em xin địa chỉ em gửi về nghe nè. Thì hoặc là nhưng mà anh em mà không muốn điện em á thì anh em có thể qua những kênh điện tử Shopee, Lazada, TikTok thì anh em gõ bên kênh anh Mỹ Thép thì nó sẽ hiện lên. Thì bên em thì có đang bán bên đó nghe nè. Thì bên em thì mặt hàng thì nó cũng nhiều, nó khoảng mấy trăm mặt hàng như là quần áo, ngụy trang, liều lập, là lồng nuôi. Lồng nuôi thì cũng có nhiều mẫu, thức ăn, phán, ngũ cốc, bẫy thì nhiều bán lắm nha nè. Bẫy chích, bẫy miệp, bẫy quất, chim giả đầy, có đầy đủ thì bên đó. Những cái trang đó thì em đều có đăng bán ha. Còn khi quay clip này thì em chỉ giới thiệu ngắn gọn cho anh em một số sản phẩm nha anh em. Nhưng mà em lên đều mỗi ngày. Còn anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Thì em nào có thương thì ủng hộ em nha anh em. Ủng hộ kênh, bấm ủng hộ sản phẩm bên em ha. Thì bên em bán nhiều lắm nha anh em. Thì rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em là cái hàng giò 7 cua gáy mà hàng cấp lụa C7 nha anh em. Thì bên em chỉ bán hàng cấp lụa C7, không bán hàng C4 nha. Thì cái dòng cái vải này thì dòng mịn nha anh em, dòng mịn, dòng tàng hình ha, 7 con cấp lụa xe lợn nha anh em. Thì hiện tại thì em bán cũng đầy đủ 3 dòng, là dòng chữ O, chữ U và chữ C. O, U, C nha anh em, U ha. Còn dòng chữ O nè, chữ C nè. Thì O là Thái, U là Thái ha, O là Malai và C là Việt nha anh em. Thì cái dòng này á, là cái dây của nó nè anh em, cho anh em ha. Dây này là dây siêu bền, loại dây chắc chắn lắm nha nè. Thì dây này là nhỏ màu có khô đúng màu ngụy trang luôn. Còn cái hàng ở dưới này thì cái chân đó là bằng thép ha, thép nhốt nhọn nha nè, nhọn lắm, này dễ cắm lắm. Còn ở trên này, phía trên này á, thì bên em có khoảng 2 lỗ nha, quấn cộng đồng nha nè, quấn vô cộng cáp luôn, tăng độ chắc chắn lên. Dây này dây siêu bền. Còn cái phen này là cái phen gam lại màu vàng luôn nha nè, màu vàng, màu đồng lại đây chứ. Cái phen này là phen liền màu ngụy trang ha. Cái hàng cấp lô C7 này là cái dòng bán cực kỳ nhiều, này xe máy đều cực kỳ luôn nha nè, xe máy ha. Thì cái này là 7 cốp lụa ha, mệnh dòng này dòng tàng hình nha nè. Thì hiện tại thì em đang bán giá là 7 chân là 90.000, 10 chân 130. Thì bán 3 dòng đồng giá nhau hết, anh em cần mẫu này thì alo em ha. Còn mà như anh em nào mới đập chơi thì alo em nha nè. Em sẽ hướng dẫn cho anh em dễ chơi hơn ha. Thì cái trong 3 dòng này có dòng chữ O này là chân cấm nó cao hơn, mình cầm đất mềm đất cáp ok lắm. Thì anh em điện em thì anh em thông cảm, em đừng điện em từ lúc 11 giờ chứ 1 giờ rưỡi nha anh em. Giờ đó thì em nghỉ trưa. Thì lúc anh em mới không biết anh em xem anh em điện em á. Thì em qua rồi thì em thấy cuộc gọi nhắn em cũng gọi lại thôi. Còn cái mẫu này mẫu loa này nè. Cái tiếng chim là anh em biết thể biết tự làm hay nè. Tự làm chứ không có đau đâu vậy ha. Thì tiếng chim bên em á, thì cái loa này á, lo bên em là lo mới 100% ha. Nó mới chăm chăm, anh em mua về anh em có quyền test thử thoải mái cho anh em, không phải là như là lo mà sửa rồi mà dán tem hay gì lại cho anh em ha. Anh em có quyền test thử bao cho anh em ha anh em. Thì cái lo bên em á, hiện tại thì em đang bán giá là 480 bao phí nha anh em, 480 bao phí. Còn mà như mà anh em mua có kèm thẻ nhớ luôn á là em bán giá 560 nha anh em, 560 ha. Tại vì cái thẻ nhớ không là em đã bán là 150.000, hiện thẻ nhớ 2GB 4GB ha. Thì như tiếng chim ngày thì anh em cài khoảng như anh em xài nhiêu tiếng thì anh em nói em ha, em sẽ cài vô cho anh em. Còn tiếng chuông đêm á thì một con thì em bán là 150.000 nha nè, con thì em cài 4-5 phút
thì tiếng chim bên em tự làm chẳng có đau đâu dễ cho nghe nè. Tiếng chim bên em bán cực kỳ nhiều, đặc biệt tiếng chim đêm ha. Anh em cần mỗi tiếng chim đêm thì alo em nghe nè, em có bán nhiều lắm. Thì cái loa hiện tại là 480, nếu mà kèm thẻ luôn là 560 nha. Còn mà anh em mua thẻ rồi là đã là 150 rồi nghe em. Nhưng mà anh em mua loa thì cũng như em cài cho anh em về xài luôn nghe em, là giá 560 nha. Còn như mà loa mà anh em xài mà lâu ngày mà nó có bị nhiều khoảng 2 năm vậy đó, nó, ví dụ như nó có bị chai pin đồ điện tử mà anh em, thì bên em có bán pin thay luôn ha. Cục về đây là 101 dễ thay lắm nha nè. Về mình tháo mấy ngốc ra 100 em có nhập đủ phụ kiện mình lo về cho bán nha nè. Còn này là cái pin pin điều khiển, trong cái lo thì khi giao về thì có 3 cục pin giống nha anh em. Còn anh em hết pin thì alo em, cái này cặp 25 ngàn. Còn này thì anh em xài mà có mất cái gì hay là hư đó thì anh em alo em ha, có bán luôn nha nè, giá 140 nha nè. Còn này điều khiển nè, điều khiển thì em để cho anh em giá 140 luôn ha. Điều khiển anh em xài nhớ tắt này nha nè, để em hồi nó hao pin lắm. Tắt này điều khiển em bán giá 140 luôn nha nè. Còn cái trong cái lo này này thì nó có cái túi sẵn trong cái lo luôn nha nè. Còn nhưng mà anh em cái lo này thì nó may bằng vải kaki nữa, hơi thô hơn. Còn mà em bán cái lo gợi á là cái may bằng vải vải nhung mềm nha nè, về cái màu đẹp lắm, màu sạch sẽ ha. Thì xung quanh thì nó có hai cái túi, thì mẫu bán này thì nó gợi nó phải đã hơn nha nè, đã hơn trong cái lo tặng này. Thì cái này và hai bên này nó có hai cái túi nè, mình đựng để đựng pin dự phòng hoặc là đồ mod nha anh em. Còn trước cái túi nữa nè, ok ha. Cái này, cái túi này hiện tại thì em đang bán giá là 100 ngàn nha anh em, túi gợi nha. Còn nhưng mà anh em mà xài thì cái lo thường là mình phải có cục sạc dự phòng nha, để khi nó hết pin bất tử thì mình có xài nha anh em. Sạc này em để giá cho anh em là 101 luôn, để đồng giá luôn nha anh em. Anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Thì anh em đặt hàng thì anh em điện em trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo nghe anh em, hoặc là anh em qua bên những kênh điện tử ha, Shopee, Zalo, TikTok, anh em gõ bên kênh em thép thì em đều có đăng bán nha anh em. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em ủng hộ em ha. Chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.